Việt Nam đã cố gắng phong tỏa hết những đường tấn công của đội Malaysia. Tất nhiên là các cầu thủ tấn công của Malaysia thì họ cũng có những khả năng chuyên môn rất là tốt, nhưng mà ngày hôm nay thì như mọi người cũng đã thấy là hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cũng như là hàng tiền vệ đã làm rất tốt công việc đánh chặn và hỗ trợ cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam rất nhiều. Tuấn Anh có một chút vấn đề về bắp đùi sau nên là Tuấn Anh cần nghỉ ngơi để sẵn sàng cho trận đấu với Indonesia sắp tới. Tất nhiên thì để nói không ảnh hưởng thì cũng không đúng, bởi vì là đội vừa thi đấu xong và phải di chuyển rất là sớm. Thì rất may là ngày hôm nay thì đội đã giành chiến thắng, và đó cũng là cái tinh thần phấn khởi giúp cho đội tuyển có thể vui vẻ và không để chuyến bay mệt mỏi ảnh hưởng đến tinh thần của toàn đội. Thực sự thì em và Quang Hải không cùng thi đấu, dù không cùng thi đấu ở câu lạc bộ với nhau, nhưng mà trong những buổi tập cũng như là trong những trận đấu thì em và Quang Hải vẫn thường nhìn thấy nhau ở những điều chuyển dài vượt tuyến như thế, và đó cũng là một phương án mà em và Quang Hải đã chuẩn bị cho từng trận đấu trước mỗi trận đấu. Thực sự thì hôm nay Hà Hải có hai pha ghi bàn, dù một pha ghi bàn là việt vị, nhưng mà thực sự thì như mọi người cũng đã biết, đẳng cấp của Hải thì đã được chứng minh không chỉ là ở khu vực Đông Nam Á, mà Hải còn là một cầu thủ đặc biệt của bóng đá châu Á. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.